Xin chào các bạn. Sau 3 cái video bài học số 1, số 2, số 3 thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp đến là chúng ta sẽ sang bài học số 4, làm quen và thử thách các cái hình 2.9 cho đến 2.14 ở đây. Vẫn ở trong cái phần level số 2. Kết thúc bài học số 4 này thì chúng ta sẽ sang bài học số 5 và sang cái phần level số 3, đó là vẽ một cái bàn ghế sofa mặt bằng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng mở AutoCAD lên và xử lý các hình từ 2.9 cho đến 2.14 nhé. Ở đây mình phiên bản mình dùng là AutoCAD 2018 này. Và bạn click vào đây và Start Drawing. Vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng phải trải qua 5 bước thiết lập quan trọng trước khi thao tác và làm việc với AutoCAD. Bạn nào mà chưa nhớ được 5 bước này thì hãy xem phần mô tả của video nhé. Mình sẽ để link cái video mình hướng dẫn 5 bước quan trọng trước khi thao tác và làm việc với AutoCAD, bao gồm thiết lập về lưới này, về trục này, về đơn vị, vắt điểm vân vân. Các bạn sẽ thiết lập hết về những cái thông số mà chúng ta những cái thông số cần thiết để chúng ta làm việc được chỉnh chu nhất nhỉ? Về mm đi, ok, về bảng vắt điểm ở Silicon. Và khi này chúng ta sẽ tắt cái chế độ gõ tiếng Việt đi để chúng ta gõ tiếng Anh khi mà gõ lệnh thì nó đỡ bị lỗi những cái ký tự nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào hình đầu tiên trong cái video bài học 4 này, đó là hình 2.9 được nhỉ? Đối với hình 2.9 này thì chúng ta sẽ thấy là nó cho cái dữ liệu, cái sự kiện nó là 500, tức là một cái đường kính là 500 thì đường tròn này bán kính sẽ là 250, và các cái đường tròn gì ạ nội tiếp bên trong với các cái hướng là gì ạ 120 độ ở đây có thấy ạ. Thì bạn sẽ chúng ta sẽ vẽ các đường line đây, xong ra sẽ gì array ra 3 gì ạ, ra 3 đường line ở đây, và đó sau đó chúng ta sẽ vẽ các cái đường tròn tương ứng. Tại đây các bạn sẽ vẽ gì ạ? C đường tròn bên ngoài cùng. Ở đây mình đổi đổi lệnh nhá, bạn nào mình đổi lệnh đường tròn là CC. Máy bạn nào mà mới cài đặt thì các bạn sẽ giữ nguyên là lệnh C. Đây, có thể vào là gì ạ? Home này, Circle này. Đấy, chọn Center Radius này, 250 đấy ạ. Đấy. Nếu to quá các bạn sẽ zoom nhỏ lại nhá. Đấy, nếu mà zoom nhỏ lại rồi thì các bạn có thể sử dụng RE để làm mới này. Cái lệnh RE chúng ta dùng rất nhiều. Tại đây các bạn sẽ vẽ một đoạn line nhá. Tích cái điểm này và tích vào tâm. Tại đây các bạn sẽ sử dụng lệnh gì ạ? Ok, cái lệnh hôm trước mình đã chỉ cho lệnh Array Classic để nó hiển thị ra dạng bảng này, được chưa? Full array này, tích center point này, center point xác định tâm xoay này, số đối tượng là bao nhiêu? Là 3, được chưa? Là 3 đối tượng được tạo ra và tổng góc xoay là 360 độ, đó, đúng như ý chúng ta muốn. Ở đây mình đã lựa chọn đối tượng là một đối tượng rồi, object trên là góc này rồi. Bạn nào chưa chọn thì kích vào đây chọn lại như thế này, chọn cái đối tượng chúng ta cần tạo dãy, cần nhân bản đấy. Và nhớ tích kiểm rotate item này nhá. Tích kiểu này vào để nó sẽ xoay theo tâm. Ở đây các bạn nhấp OK luôn, tại vì mình biết chắc chắn nó sẽ ra được kết quả như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gì ạ? Ở tại đây thì chúng ta sẽ vẽ các đường tròn, nó là đi qua gì ạ? Đi qua tâm và đi qua cái điểm giao điểm này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ nó như thế nào? Rồi tại đây các bạn sẽ vẽ một đường tròn C. Các bạn sẽ lựa chọn đường C đi qua hai point. Đấy, tích một điểm này, tích một điểm này. Lần lượt các cái điểm tương tự như vậy, hai point. Điểm còn lại đây, tích điểm đây và tích điểm này nhỉ? Đó, vậy là xong cái đường tròn bên ngoài. Các bạn có thể xóa được các cái đoạn đường tròn này đi. Tại đây các bạn sẽ vẽ các đường tròn như thế nào ạ? Tại đây các bạn sẽ vẽ đường tròn nó tiếp xúc hai điểm đi ạ, đường tròn này và điểm tròn này nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ là như thế nào. Thì tại đây các bạn có thể giữ lại ba cái đối tượng này nhé, chứ cần xóa nó đi vội. Ở đây các bạn biết đường tròn C này, hai point này. Đấy, tích điểm này và gì center radius nhé. Bạn sẽ lựa chọn tính năng center radius để chúng ta sẽ vẽ được cái đối tượng bên trong. Đấy. Ok. Tiếp đến thì các bạn có thể nhắc lại lệnh tích vào đêm điểm trung điểm của cái đoạn thẳng vừa rồi và gì tích vào các đối tượng này. Để hoặc là các bạn có thể bắt vào gì tâm của đường tròn này nhé, cũng được nhé. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ xóa ba cái đối tượng này đi. Đó. Vậy là kết quả chúng ta đã thu được đó là hình 2.9. Tiếp đến nó là sang hình 2.10 này, thì chúng ta sẽ vẽ một cái này gọi là gì kiệu trục. Thì ở đây nó cho ta gì cái bán kính bên ngoài là 312, bán kính bên trong là 250. Ok, mình sẽ vẽ tiếp theo như này. 312. Rồi. Offset và nhắc lại lệnh này, tích của đây là bao nhiêu? 250. Lệnh move m để di chuyển dưới này. Tiếp theo là vẽ đoạn line này, có đoạn chiều dài là 219, ta sẽ vẽ line, tích vào đây và
bật F8 để nó vuông góc lên trên nhé, nhập là 219. Ấn cách 2 lần để kết thúc lại. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng lại Array Classic được nhỉ? Array Classic này, phải kích vào đây. Đấy, chọn tâm xoay. Chọn vào đây để xác định điểm tâm xoay này nằm ở tâm đường tròn. Chúng ta tạo ra là 4. Góc xoay là 360 độ được nhỉ? Tích kiểm Rotate Item này. Và bây giờ nhập OK. Vậy là đối tượng đã ra. Tiếp đến là chúng ta sẽ còn một cái đối tượng nữa bên trong, đó là cái text này, số 1. Có chiều có cái chiều cao là 188. Thì để được viết được text chúng ta sẽ có lệnh DT. DT detect nhỉ? Tích một điểm này. Ở đây thì nó đang là font có cái nét dày, bạn có thể vào một lệnh là ST để chúng ta chọn font. ST là lệnh viết tắt của text style. ST này. Đấy, trong cái phần standard này bạn ấy sổ xuống và chọn cái font area này nhé, để nó có cái chữ là độ dày. Sau khi chọn được cái font area này rồi thì bạn sẽ chọn nó set current ở đây, nhấp color. Bây giờ các bạn sẽ viết ra chữ, bạn sẽ viết lại DT. Bạn tích một điểm này, bỏ F8 đi nhé. Để tích một điểm, bỏ F8 đi. Thì tại đây bước này nó hỏi là gì, lệnh chiều cao là bao nhiêu, bạn nhập chiều cao đây là 219 đó. Tiếp đến là gì ạ, nó hỏi cái góc xoay là bao nhiêu, thì cái góc xoay bạn sẽ để nó nằm ngang thì bạn sẽ nhập là 0 độ và cách. Đấy, bây giờ bạn gọi số 1 vào đây. Bây giờ các bạn move vào trong này. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong hình 2.10. Tiếp đến là chúng ta sẽ vẽ hình 2.11 ở đây. Hình này thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Đầu tiên thì các bạn sẽ vẽ những cái dữ liệu nào nó đã cho chúng ta trước đã. Đầu tiên là đối với lại gì ạ, đường tròn này đi. Hình bên ngoài R 375 này, kế tiếp là 300. Ok, mình vẽ lần lượt. CC, ở đây mình đổi lại đường tròn thành CC nhé. 375 này. Nhắc lại lệnh vẽ là 300 này. Và chúng ta đã có được hai đường tròn bên ngoài này. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái gì ạ? Các cái đường tròn bên trong này, R113 là đường tròn bên trong này, và R75. Ok ạ, 113 và R75. Đó, để chúng ta đã có được các đường tròn bên trong. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ cái phần nó nhô lên trên ở trên này. Thì chúng ta sẽ vẽ một cái đoạn lên, cái đoạn này thì nó có chiều rộng là 30 được chưa? Và chiều dài lên là 90. Thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Đây, chúng ta sẽ vẽ line. Tích từ đây lên là bao nhiêu ạ? F8 nha, 90. Đó. 90 rồi. Rồi offset sang gọi 30 thì chúng ta sẽ offset hai bên là mỗi bên là 15 bằng lệnh là O, được chưa? O lệnh offset này. Các bạn sẽ nhập đây là 15. Đấy. Offset sang hai bên để chúng ta được 30. Và tại đây các bạn sẽ vẽ line này để nối cái đầu này lại. Xoáy đoạn ở giữa. Đấy, đây các bạn sẽ dùng TR lệnh chim này, quét chọn qua hai cái ba cái đối tượng này. Đấy, đây, quét chọn giống như hình vẽ của mình. Đấy, các bạn sẽ chim đi cạnh này, chim đi cạnh này và chim đi cạnh này. Vậy là chúng ta đã xong. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ cái gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ vẽ các cái phần nan hoa. Bây giờ ở đây nó giống như một cái bánh, chúng ta sẽ vẽ các cái phần nan hoa ở đây. Thì các phần nan hoa này chúng ta sẽ vẽ nó như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ tiếp tục là vẽ sang, bạn thấy là đây là gấp đôi đúng không ạ? Gấp đôi của 30 nó sẽ là 30, 30 và 30, tức là cả cái đoạn này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 75. Vậy tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ các cái phần nan hoa ở đây được chưa? Các phần nó, cái này nó giống như một cái bánh xe. Thì cái phần nan hoa đây có kích thước là 75 được chưa? Tính từ tâm ra. Offset tổng là 75. Thì tại đây các bạn sẽ vẽ như thế nào? Đây, các bạn sẽ vẽ là các đường, các cái đoạn line này. Offset là 75 được chưa? Tại đây các bạn sẽ vẽ line. Đoạn line lên trên này. Các bạn có thể kéo dài ra bằng quét qua cái đầu này, chọn lệnh stretch. Lệnh S là lệnh kéo dài đối tượng. Đó. Các bạn có thể move được chưa? Ở đây các bạn sẽ vẽ được đoạn line này. Đấy, bây giờ các bạn move này. Đó, từ trung điểm này và bắt vào trung điểm của ông này. Thấy chưa? Đấy, để mình có thể đưa được hai ông này, đoạn 75 này nó sẽ song song như vậy. Tại đây nó kéo dài đến đâu ạ? Nó kéo dài từ cái đường tròn thứ hai từ ngoài vào và đến được cái đoạn tròn kế tiếp. Các bạn sẽ dùng lại chim nữa. Chim này, tích một điểm này, tích điểm này. Cách này. Cắt được chưa? Đó, ok. Đó, xóa đi ông này.
3 điều này. Vậy là chúng ta đã làm xong được một cái NAND. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng lại Array Classic, Array Classic, Flip Point và tâm này. Ở cái lượng là 6 đúng không ạ? Góc xoay là 360 độ. Ok. Đấy, vậy là đã thành công. Đấy, tiếp đến chúng ta đã vẽ xong cái này rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái phần cái bánh xe còn lại. Ở dưới nó là các cái phần ống ngôi sao. Thì ở đây chúng ta có chiều dài là 124 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vẽ một đường line có cái khoảng cách là 1124 line này. F8 sang nhé. Các bạn bật phím F8 này, 1124. Đó, đây là cái tâm của đường tròn thứ hai. Ở đây các bạn sẽ vẽ như thế nào ạ? Các bạn sẽ vẽ đường tròn là R225 và R150. Ok, CC 225 150. Phần cách để nhắc lại lệnh nha các bạn nha. Tại đây chúng ta sẽ vẽ một ống sao bằng lệnh array thôi, rất là đơn giản. Cái đoạn này các bạn có thể là xóa đi cũng được. Lát nữa chúng ta sẽ vẽ lại sau. Tại đây các bạn sẽ vẽ một đường line này. Array Classic này. Lệnh này chúng ta dùng rất là nhiều đúng không ạ? Tích ở đây là bao nhiêu? Ống sao chỉ có 5 cạnh thôi. Tích điểm tâm, tâm và trùng vào tâm của ống này. Ok. Tại đây các bạn sẽ vẽ đường gì? Vẽ đường phê line nối các cái điểm, bó F8 điểm ra nối. Đấy, chúng ta sẽ nối các cái phần cánh này giống như một ngôi sao thôi. Rất là đơn giản, không có gì khó trong trường hợp này cả. Đó, là xong rồi, bây giờ chúng ta có thể chim đi. Chim các cái phần này. Cái phần tương ứng bên trong này. Đó, chúng ta đã có cái ngôi sao này. Tiếp đến thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ các cái phần gì ạ? Phần cung ở đây. Đấy, các bạn thấy cái cung này không? R1500 và R1500. Cái phần này là cái phần khó nhất trong cái hình 2.1 này, mà mình thấy các bạn, nhiều bạn là không có thực hiện được cái phần cung này nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ như nào? Để vẽ được cái phần cung bắt điểm này thì chúng ta thấy là tiếp tuyến vào điểm thứ nhất này, tiếp tuyến điểm thứ hai và có bán tính là R bằng 1500. Thế vậy thì chúng ta sẽ dùng tính năng nào? Ở đây là cung, nhưng mà nếu mà các bạn có thể sử dụng tính năng của đường tròn, vẽ đường tròn để chúng ta áp dụng trường hợp này là cũng hoàn toàn hợp lý. Đây mình sẽ sử dụng như sau. Circle. Rồi các bạn sẽ lựa chọn tính năng là Tan Radius, tiếp xúc và bán kính. Đấy, thì tại đây các bạn sẽ vẽ đường tròn bên trên trước, cái cung bên trên trước bằng cách này tích một điểm ở đây, tích một điểm ở bên này, hai đường tròn ngoài cùng. Và sau đó nó hỏi ra gì? Radius là bao nhiêu? Bạn nhập là 1500 rồi ạ. Đấy, đã xong. Tại đây các bạn thể chim đi, chúng ta sẽ có được kết quả như hình vẽ. Chim cái phần bên trên. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái phần bên dưới này. Rất nhiều bạn là vẽ cái phần bên dưới này nó bị ngược, nó bị lộn lại. Thì làm sao để cho nó đưa được xuống dưới như này đúng không ạ? Đấy, vẫn là bán kính là 1500 nhé. Ta lựa chọn tính năng như vừa rồi, Tan Radius này. Thì tại đây nhiều bạn đã tích cái điểm này, tích cái điểm này đúng không ạ? Và nhập là bao nhiêu? 1500 đúng không ạ? Thì nó sẽ lại bị quay xuống như này. Đấy, rất nhiều bạn gặp lỗi như vậy. Như vậy thì không thỏa mãn rồi đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ tích vào đâu ạ? Vẫn là tính năng này nhé. Các bạn tích lên trên này cho mình, tức là cái vị trí ở trên này, chứ không được tích ở vị trí ở đây. Tích lên vị trí tầm khoảng góc 9 giờ đối với cái hình bên trái và góc 3 giờ đối với hình bên phải, xem kết quả nó như này. Ở đây mình bắt vào góc khoảng tầm 8-9 giờ ở đây. Đấy, góc 3-4 giờ. Đấy, sau đó nhập 1500. Đó, thì nó sẽ hướng lên trên cho chúng ta. Đấy, cái lưu ý này rất là hay và nhiều bạn lại có thể là chúng ta bắt nhầm điểm, nó lại chưa ra được kết quả như mong muốn. Ok, bây giờ ta đã hoàn thành xong hình 2.11. Các cái phần nét lưới trục này là chúng ta dựng có thể dựng thêm nhé, hoặc là không cần thiết chúng ta có thể chuyển vẽ các cái đường chính này không. Thế đến hình 2.12. Hình 2.12 chúng ta sẽ vẽ nó giống như là bốn cái này, nó giống như một cái quạt, chúng ta sẽ có bốn cái quạt ở đây. Cái quạt mà chúng ta hay có thể gập ra thu nhỏ vào ấy. Nó giống như bốn cái lá. Ok, vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái này như này. Các bạn có thấy là bốn cái nét trục chúng ta đang có các cái nét trục đấy ạ. Chúng ta đếm nhé. 1 nét trục, 2 nét, 3 nét, 4 nét, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12, được chưa? 12 cái nét trục này, bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra tương ứng 12 cái nét trục đấy. Line này. Ok, vẽ một đoạn line này đi. Rồi chúng ta sẽ array cái nét trục này. Array Classic này. Tích tâm vào điểm cuối này. Chọn đối tượng này, nhập là 12. Đó, góc xoay là tổng 360 độ, nhấp OK. Thế vậy là chúng ta đã có được cái này.
Ở đây các bạn thể là quét chọn do toàn bộ đối tượng này, các bạn sẽ cho một màu nó sậm sạm đi để cho nó ẩn đi, để chúng ta vẽ những đối tượng chính nó nổi bật lên. Cái nét này chúng ta chỉ dựng tạm thời thôi, sau đó chúng ta sẽ xóa đi. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái gì ạ? Ở đây là chúng ta có đoạn là 60 độ đúng không ạ? À, thì hiển nhiên khi chúng ta chia đoạn ra thì cái đoạn này, cái góc hai nét chụp này bằng 60 độ rồi. Thì tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn này là bán kính R bằng 250 từ tâm. Ok, chúng ta sẽ vẽ một đường tròn tâm và bán kính 250. Đó. Có được đường tròn này rồi, chúng ta có được cái điều gì tiếp theo? Có đường tròn rồi, thì đường tròn này nó giao với cái đường line thứ nhất, đường line thứ hai với R bao nhiêu? R bằng 25. Đấy, chúng ta sẽ vẽ đường đường tròn bên ngoài này bằng 25. Ở đây chúng ta sẽ mua mua đường tròn vào đây nhỉ? Và đối xứng nó sao? Các cái đối xứng nào rồi chúng ta sẽ làm cái gì tiếp theo? Ở đây các bạn sẽ vẽ các cái phần cung tròn nhỉ? Đấy, các cái phần cung tròn. Thì bạn thấy là cái phần đây, cái phần ở bên này, làm sao để ta vẽ được cái phần cung này? Các bạn thấy là cái bán kính ở đây nó phải bằng 25 đúng không ạ? Và nó cũng đây bằng 25, bằng 25. Đấy. Tức là cái đoạn đường tròn mà chúng ta vẽ ra 250 nó cách cái đoạn đường tròn bên ngoài 25, và cách cái đoạn bên trong cũng là bằng 25. Vậy chúng ta sẽ dùng lại offset. Ô cách này. Đấy, các bạn nhập là 25. Offset vào bên trong và offset ra bên ngoài. Đấy, tại đây các bạn sẽ dùng lại trim, quét ra toàn bộ đối tượng. Trim đi các phần đối tượng không cần thiết. Đó, phần này ở giữa ta xóa đi, xóa các đối tượng còn lại đi. Chúng ta đã chim luôn cái phần này, đã xong rồi đấy. Cái đây các bạn sẽ nối từ tâm ra thôi, line từ tâm này. Các bạn bỏ F8 đi thì chúng ta sẽ không bị giờ không vừa rồi. Đấy, ok. Bây giờ ta đã có được một cánh hoa rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bốn cánh hoa còn lại bằng cách dùng lệnh array tương tự thôi, quét chọn qua ba đối tượng này. Quét chọn từ trái qua phải nhé, thì nó sẽ nó lọc được cái đối tượng ở giữa chúng ta. Còn nếu bạn nào quét từ phải qua trái thì nó sẽ bị vướng hết mất. Quét từ trái qua phải này. Đấy, dùng array gì? Classic này. Đấy, các bạn pick point vào tâm này, tâm array. Tổng số đối tượng tạo ra là 4 thôi, 4 cánh. Đấy. Nhớ tích kiểm này nhé, tích kiểm rotate tâm này. Đó, ok, bây giờ đã xong. Thì các bạn hoàn thiện được bước này có thể là ok rồi, hoặc là có thể xóa đi các cái đường trục này nếu như bạn mong muốn. Ở đây mình sẽ mua trên này. Bây giờ tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ đến hình 2.13 này. 2.13 chúng ta sẽ vẽ như này. Tại đây các bạn, chúng ta sẽ vẽ cái hình ngoài cùng một trước. Thì nếu như bạn để ý thấy là đây cái tổng chiều dài nó là 450 và 450 hình vuông đúng chưa? Và cái bán kính quay tròn là 175. Chúng ta sẽ vẽ như nào? Các bạn sẽ vẽ một rectangle hình vuông 450 táp sang 450. Đó. 450 450. Cái đường bo tròn nó là 175, các bạn sẽ dùng lệnh fillet. Cách này. Các sổ phím xuống thì có tính năng radius đây, bạn chọn R là radius, nhập là 175. Và sổ phím xuống thì có tính năng multi để chúng ta thực hiện đứng liên tiếp các cạnh, chọn cạnh nhất, chọn cạnh thứ hai. À, tính năng multi là cho phép ta thực hiện liên tiếp mà không phải nhắc lại lệnh nhé. Vậy là xong, chúng ta đã vẽ được hình bao bên ngoài. Ở đây chúng ta sẽ vẽ cái gì ạ? Ở đây các bạn sẽ vẽ hai đường trục tâm này. Ở đây hai đường trục tâm này, và các bạn sẽ vẽ cho mình các cái đường tròn. Ở đây nó cho cái đường tròn này nó không cho thông số mà nó cho thông số chúng ta là thông số nào đây ạ? Thông số này là thông số bo tròn góc. Bo tròn góc. Thì thông số này bo tròn góc và cái đoạn ở đây là 100. 100 chúng ta sẽ vẽ như sau. Line. Xem này. Offset này. Nó là 100 thì offset hai bên sẽ là 50. 50 như này. Ở đây chúng ta sẽ trim đi. Thế đến ta sẽ trim đi các đoạn ở giữa này. Các cái đường trục này chúng ta, các bạn có thể cho một cái màu khác đi, màu nó sậm xuống nhé. Tại đây chúng ta sẽ bo tròn góc bằng 50 đúng không ạ? Các bạn sẽ dùng lệnh fillet này, F cách này, là sổ phím xuống, và thế là tính năng radius này, chọn R này, chọn là 50. Đấy, 50. Và sổ phím xuống thì tiếp theo là có tính năng multi để thực hiện liên tiếp M này. 1 này.
2 này, 3 này, 4, được chưa? Xong cách để kết thúc lại. Tại đây chúng ta sẽ vẽ một đường tròn tiếp xúc. Tiếp xúc thì đây thì đơn giản thôi, chọn Central Radius này, tích vào đây. Đấy, đã ra. Tiếp đến là gì? Một hình polygon 3 cạnh nhỉ? Bạn gọi là POL này. Polygon. Đã nhập số là 3 cạnh. Tích một điểm đây và chọn gì? Chọn cái nào để nó nổi tiếp. Tất nhiên là chọn cái Y để nó nổi tiếp rồi, đúng không ạ? Các cái video bài 1, bài 2, bài 3 mình đã sử dụng rất kỹ cái lệnh này rồi. Bài 4 này thì đối với những cái lệnh đơn giản này thì các bạn hoàn toàn có thể là thực hiện rất là nhanh. Tiếp theo là gì? Nổi tiếp đường tròn, đúng không ạ? Các bạn sẽ gì? Center. Bắt vào đây. Đó. Vậy là ta đã vẽ được xong hình 2.13. Còn lại hình cuối cùng là hình 2.14. Đây, mù vào đây. Tiếp đến là hình 2.14 thì chúng ta sẽ có thông số như thế nào. Đầu tiên là vẽ gì? Một đường tròn có đường kính là 560 này. 560. Một đường tròn tiếp theo là 435 và một đường tròn tiếp theo 120. Bây giờ ta sẽ vẽ đường tròn với đường kính này bằng cách như sau. Circle này, diameter là vẽ đường kính nhé. Tích một điểm là gì? 560. Ok. Tích lại này. Diameter này. Nhớ 435, 4 đó. 435. Tiếp theo đến là gì? 120. Tích chọn đây và tích của diameter là từ 120, sorry. Đó. Tiếp đến thì các bạn sẽ vẽ một cái những cái cánh hoa này. Thì làm sao chúng ta vẽ được cánh hoa này thì các bạn sẽ vẽ cho mình này. Đường line đây. Hai đường line đây. Bắt vào cái góc 3 giờ và 9 giờ, góc 6 giờ với góc 12 giờ. Vẽ chọn hai đường này để làm cho màu nó mờ đi. Tiếp đến là vẽ cánh hoa này. Từ điểm đầu tiên đến điểm đi, của cái đường tròn bên trong. Bán kính nó cho là 175. Đây các bạn sẽ gõ là các bạn sẽ dùng vẽ cung đấy. Các bạn biết được điểm đầu, điểm cuối rồi và bán kính của nó, các bạn sẽ dùng tính năng này. Start and và radius. Đây, start and radius. Biết điểm đầu. Nhắc lại điểm đầu. Các bạn phải tích điểm từ điểm dưới này lên trên này thì nó mới cong ra bên phải của chúng ta nhé. Điểm kết thúc này và bao nhiêu ạ? Và bán kính chúng ta là 175. Enter. Được. Đó, vậy chúng ta đã có được cái gì? Đoạn là 175 rồi. Rất là đẹp. Tại đây các bạn MI này. Vậy là đã xong. 175. Bây giờ để chúng ta sẽ tạo ra được một cánh hoa này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12, tổng mấy cánh hoa đúng không ạ? Thì bạn sẽ dùng array thôi. Rất là đơn giản. Array classic này. Tích điểm, điểm hoa và điểm tâm này. Tổng số 12 này. Đó, lựa chọn lại đối tượng. Nếu bạn nào chưa chọn thì chọn hai đối tượng này và nhấp OK thôi. Để được chọn này các bạn cho một cái màu nó nhạt đi. Đó. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được từ hình 2.9 cho đến hình 2.14. Tiếp theo ở trong bài tập hình số 5, cái video bài học số 5 chúng ta sẽ vẽ được cái sang level số 3 để vẽ được hình này. Chúng ta sẽ kết thúc cái bài học số 4 tại đây. Xin chúc các bạn sẽ vẽ AutoCAD thật là thành công. Và có bất kỳ câu hỏi nào trong cái quá trình chúng ta vẽ được những hình vừa rồi, các bạn làm lại mà gặp thắc mắc thì bạn hãy đặt ở dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.